Hai anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Ta Cho Nhóm Cơm. Thì bữa giờ mình cũng review cho anh em rất là nhiều cái sản phẩm lo, những cái sản phẩm công nghệ. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái sản phẩm mình nghĩ là chắc có ít anh em quan tâm hơn. Đây là một cái tấm lót chuột mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Cái tấm chuột này là một cái tấm chuột kiểu dáng Raymond đến từ cái thương hiệu Gobo, có cái mã là GVL. Thì cái sản phẩm này giá cũng cực kỳ phải chăng mà mình thấy cái form của nó thiết kế khá đẹp nên mình muốn chia sẻ cho anh em. Anh em nào mà muốn tìm cho mình một cái miếng lót chuột để sử dụng trong cái tầm giá khoảng 3 đến 40 ngàn thì nên lựa chọn cái tấm lót chuột này. Vừa đẹp và cái form của nó nhìn cũng khá là chắc chắn. Ở ngoài thì anh em nhìn thấy thì nó sẽ có một cái chữ game và những cái thông tin nhìn nó rất là ma mị, cái kiểu như là game vậy đó, khá là đẹp ha. Mặt sau của nó thì nó sẽ có một cái phần tem như vậy thôi. Thì cái miếng lót chuột này cũng được sản xuất tại Trung Quốc thôi và nhập khẩu bởi công ty Vợt ha, Việt Nam, của Vợt Việt Nam, công nghệ toàn cầu. Thì công ty này thì họ chuyên nhập khẩu những cái sản phẩm đến từ cái thương hiệu Indo, ví dụ giống như là Vivan nè, Gobo nè, hay là Acom, những cái thương hiệu bán dạo gần đây khá là chạy trên Shopee, Lazada. Ha, mình chia sẻ cho anh em rất là nhiều những cái sản phẩm đến từ cái thương hiệu này rồi. Những cái lo vi tính anh em, hoặc là những cái lo Vivan, hoặc là những cái lo của Robo thì mình cũng đã chia sẻ cho anh khá là nhiều. Thì hôm nay là đây là một cái sản phẩm cũng nằm trong cái hệ sinh thái của họ ha. Đây là một cái miếng lót chuột nhìn nó rất là đẹp nên mình muốn chia sẻ cho anh em. Và đây anh em, trên bàn của mình đây là cái tấm lót chuột gaming của Robo GVL, giá 28 ngàn, mình mua trên Lazada. Thật sự thì với mức giá này thì thật sự là một miếng lót chuột có độ hoàn thiện tốt và khá là rẻ rồi. Cái giá bình thường nó không sale thì nó để mấy chục ngàn, nhưng mà sale nó bán tầm khoảng 30 ngàn cho tấm lót chuột này thì mình thấy nó rất là ok. Và cái form thiết kế, cái kiểu của nó nhìn nó khá là đẹp. Khi mà nói đến những cái miếng lót chuột á thì cái việc mà anh em sử dụng cái tay, anh em ghê chuột trên cái miếng lót chuột này để anh em làm việc hàng ngày hay là anh em thao tác chơi game thì nó rất là quan trọng. Và thứ hai nữa là về phần kích thước như thế nào để cho nó phù hợp. Về phần kích thước á, thì cái miếng lót chuột này nó có cái chiều dài á, là 35 và cái chiều ngang này của nó là 28, cái độ dày của nó là 3 mm. Và những cái đường viền của miếng lót chuột này thì đều họ may cái kiểu mà dập như vậy thì tránh được cái hiện tượng là nó bị bong, bị chóc cái đường viền. So với những cái miếng lót chuột giá rẻ khi mà anh em mua trên thị trường á, những cái miếng lót chuột mà nó không có tên tuổi, không có thương hiệu thì nó dập khá là ẩu, anh em xài thời gian thì nó dễ bị bong và dễ bị chóc. Và thứ hai nữa là khi mà anh em mua thì cái độ bám của chuột nó có tốt hay không, là còn một cái phần nữa là cái miếng cao su dưới đây này. Đây, cái miếng lót chuột của Gobo thì nó sử dụng cái miếng cao su dưới đây, nó có những cái đường gạch chéo để khi mà anh em để lên mặt phẳng á, anh em làm việc á, thì cái miếng lót chuột của anh em nó sẽ bám được cái mặt bàn tốt hơn. Anh em di chuột, anh em ghê chuột thì nó sẽ không bị cái hiện tượng đó là bị lệch cái miếng lót chuột đi ha, và nó bám khá là chắc. Còn một cái điều cuối cùng nữa là khi mà anh em sử dụng những cái miếng lót chuột á, là lúc mà anh em thao tác, anh em đánh máy, anh em gõ chân bảng, hoặc là anh em để máy tính lên như vậy ha, anh em gõ đối với những cái iPad nhỏ ha, hoặc là anh em sử dụng nó để ghê chuột sử dụng hàng ngày thì cái miếng lót chuột này nó làm tốt cho anh em một việc á, là nó sẽ giúp cho khi mà anh em di chuột á, thì cái dải của nó dệt khá là mềm, khi mà anh em di thì nó mượt mà và nó thoải mái. Cái tay anh em á, cái cùng tay anh em tiếp xúc với lại dưới đây này thì nó cũng không tạo cho anh em cái cảm giác nó khó chịu khi mà anh em làm việc trong một cái khoảng thời gian dài. Với cái mức giá mà chưa đến 30 ngàn, chỉ 28 ngàn mà nó bán cho anh em một cái miếng lót chuột như vậy, thì nó cũng chỉ là một cái công ty sản xuất cái kiểu mà OEM, có nghĩa là nó sản xuất hàng loạt và nó in logo vậy thôi. Nhưng mà Gobo họ đã lựa chọn cái miếng lót chuột này, à, nhà sản xuất này làm khá là tốt. Về mặt form, về mặt hình thức thì nhìn nó rất là đẹp ha, anh em có thể mua về sử dụng. Trên thị trường thì nó bán rất là nhiều cái loại miếng lót chuột, mình cũng đã review cho anh em những cái lót chuột lắt tiền của Xiaomi và những cái miếng lót chuột rẻ tiền, thậm chí 5.000, 7.000, 3.000. Nhưng mà với mình á, 28.000 cho miếng lót chuột này nó rất là hợp lý ha, anh em có thể là đầu tư mua về sử dụng. Anh em nào mà sử dụng những cái máy tính bàn hay là laptop á, kết nối màn hình ngoài, kết nối với lại là những cái bộ bàn phím hoặc là những con chuột để anh em thao tác nhanh hơn thì nên mua này. Còn anh em mà sử dụng điện thoại thì mình nghĩ cũng không cần này làm gì, nên mình thấy là cái nhu cầu mà xem video này thì cũng khá là ít, nhưng mà mình muốn chia sẻ cho anh em tại vì mình mua về mình cũng dùng thôi, nhưng mà thấy nó thích quá làm video ngắn chia sẻ cho anh em ha. Về phần link mua cái miếng lót chuột này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video này, phần ghi bình luận thì anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay thì sao, nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh tại chấm cung của mình.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.